Theo thông tin từ Aeon Việt Nam, chỉ riêng trong buổi sáng ngày 25 tháng 8, siêu thị Aeon Tân Phú đã chuẩn bị và giao khoảng 500 combo hàng hóa theo đơn đặt hàng của các hộ dân tại phường Tân Quý. Siêu thị có thể chuẩn bị và giao từ 1.000 đến 2.000 combo mỗi ngày. Ngoài ra, đối với nhiều trường hợp đặc biệt như một số hộ gia đình có F0 trong khu phong tỏa chưa mua hàng được trong nhiều ngày, gia đình có trẻ em và người lớn tuổi, siêu thị cũng nhận thông tin từ các phường và tổ dân phố để hỗ trợ thêm. Trong những ngày đầu địa phương triển khai hình thức mua sắm đi chợ hộ không thể tránh khỏi những khó khăn ban đầu. Vì vậy, từ phía siêu thị, chúng tôi luôn cố gắng phối hợp chặt chẽ với đại diện các địa phương để kịp thời điều chỉnh về quy trình và cách thức, từ đó đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu hàng ngày của người dân trong giai đoạn khó khăn này, đại diện Aeon Việt Nam bày tỏ. Cà chua mã nhiêu vậy anh ơi? Cái này 7 nữa, còn 2 bó nữa là đủ không? Thank you.
để khẩu trang hết rồi. Hết luôn rồi. Phần khúc phải ngọt hả? Thì ngồi em lựa em gọt anh rồi. Không, nói ảnh gọt hình. Chứ không phải nói ảnh. Già thôi em đẹp nha. Kéo cho tay bên hết 8 rồi mà. Không, cái đó lựa lại đó, cái đó là cái cải, cải gì? Tháo bao gò hết á. Thôi làm Rồi, để bắt đầu đũa ở đâu vậy? Rồi, đó.